Trời ơi, nó trượt kìa. Ui trời ơi. Trời ơi, nó nghiến xích. Xin thân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình theo chân con Komatsu VC75. Con này là phiên bản -2C. Không được độ cần. Cần chỉ có độ một cái đoạn ở dưới thôi, chứ không có độ cần ở trên. Đấy, nó chỉ có độ một xíu ở gầu thôi. Bữa nay thì sau khi làm xong cái móng của nhà dân thì bác Tài chúng ta đang di chuyển để lên phọc này. Cái này đang trong một cái đường làng, cũng không được rộng rãi cho lắm. Đường bê tông mới đổ này. Đây, con phọc này có thang. Kéo nhẹ là nó đổ xuống này. Dây căng thẳng thì cuối cùng bác Tài đã đưa được con máy này lên trên phọc bạn này. Buộc sẵn sợi xích để kéo lên này, rất là độc và lạ. Nhẹ nhàng. Đấy, lệch cần ra để hạ thấp xuống để giúp kéo trong đường làng ngõ xóm nó không bị vướng vào dây điện. Hồi hộp quá, rất là khó lên đấy. Yếu nghề leo lên quả này là đứt điện đấy.
vừa xem mà vừa run đấy. Như vậy là sau một pha thoát tim, máy xúc leo lên phò thì bao tài đã đưa được con Komatsu này lên phò an toàn rồi ạ. Đấy, bây giờ thì sẽ đợi thanh toán tiền nong các thứ gì đó, sau bắt đầu kéo máy về nơi để nghỉ thôi các bạn ạ. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần tiếp theo.